cả nhà coi nè, chuột à, ai cho phép con vô đây vậy? Con đâu cá. Trời ơi, thiệt là tình. Nó dính được một con rồi nè. Nó dính được một con rồi đó hả? Mẹ chưa có cho mà. Hả? Trời ơi, coi nè. Em không cho, em mua về nhưng mà em chưa cho chơi, em còn đi cất mà nó trèo, nó giấu, nó lấy. Mà cái cùng em do em ngủ giờ này thức rồi đây nè. Mới thức mà đây con đâu rồi, con bỏ nó mấy con câu vậy? Ừ. Đưa con cá con bỏ vô sò. Ừ. Trời ơi, thiệt là tình. Đi ra ngoài đi, ở trong đây mà câu cái gì? Hả? Thôi đi ra ngoài đi, đi ra ngoài. Kêu cha làm cho cái thau ngoài này nè, còn ngồi câu. Đi lẹ lên, đi, gom ra ngoài. Rồi không có kinh, kêu cha kinh xô ra. Rồi gom hết đi. Kêu cha kinh ra. Nó, con khủng long hả con hả mã? Không, con nó con khủng long phải không? Rồi kìa, cha múc nước rồi kìa. Đó, cha nè. Rồi còn con nữa kìa, gom mấy con vô. Ừ, triệt, không có cho nó chơi, em giấu. Nhà coi nó lôi nè, nó lôi xuống, nó chút xuống, nó bài đây nè, nó bỏ nè. Rồi trong kia hai con nữa kìa, ở trong cái kẹt niệm kìa, thấy không? Đu, trời ơi trời, trời ơi. Kẹt cứng hả, lấy ra được không? Giờ nó kẹt luôn nè. Được chưa? Rồi cứ cùng được mấy con. Trời, em mua hổm gầy. Em thích chị, em chưa đánh răng, chưa rửa mặt luôn á cả nhà. Đây nè, chưa đánh răng, chưa rửa mặt luôn mà nó lên vô trọng nó phá rồi đó. Hai cha con ông nè, chồng em ở đây mà không có la. Còn đằng kia cái nữa kìa. Chồng em ở đây mỏ không la, không để cho nhỏ trèo lên đó, nó trèo lên đó, để tút cái trên đó, nó trèo lên đó, nó chơi, nó lấy ra, tìm ra đem thấy nó lấy nó phá. Ừ, đem lại. Cái này nó kẹt vô trong đây rồi nè. Rồi rồi, thôi rồi, tiểu này là nước đầy nhà luôn rồi, cha Nam ơi. Tiêu rồi. Dạ, 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 dạ. Con nào? Để con nào? Mình đang nói chuyện với ai không? Cái này nó dính làm sao vậy trời? Cô hủ lông có sừng nữa nè. Mẹ có hủ lông có sừng nữa nè mẹ. Ừ. Không biết sao mà nó dính rồi nè. Thì ai cho con chơi vậy chuột? Mẹ. Mẹ cho hồi nào? Mẹ cho hồi nào? Mẹ ngủ rồi mới thức mà. Con cá ngựa. Ngựa. Con quên con ngựa. Ngựa đâu? Ngựa trong cái lép gì. Quán sao mà quán ngồi luôn. Được mấy con, đếm mà được mấy con vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Mẹ nhớ còn con gì màu vàng vàng nữa. Con chơi còn nhớ còn một con gì vàng vàng ở đâu nữa? 20. Còn một cái con thứ này nè, con thứ này hay là con gì đó, con gì đó, con hà mã hay con gì màu vàng vàng nữa. Là 2, 4, 6, 8, dính con gì kìa, dính con gì kìa. Dính con gì vậy? Con rùa. Thiệt chứ. Nước đầy nhà luôn. Câu cá. Câu đua nè. Có con cua. Mày câu cái khác đi, mày câu ra. Mày câu cái gì? Ý, mày có dính được con cá nữa rồi. Ai coi dân vậy thắng nha. Ủa con này nó mất tiêu cái nút rồi lấy gì câu? Ủa sao cái nút đâu? Ai biết. Mất tiêu cục khách rồi. Rồi đi kiếm cục khách đi. Nó mất tiêu rồi, con chơi nó sức cái đầu không về. Cho mày coi cái đầu thử coi. Không có. Con chơi nó gớt cái đâu hay gì rồi. À. Tại vì mẹ câu chừng nào mới giới thắng con. Ai câu dễ thắng nha. À giờ mẹ câu chừng nào mới thắng. Có cục thích đâu mà thắng. Rồi. Rồi, thư luôn. Thư hoài à. Thư luôn. Thư hoài luôn. Ừ. Ừ. Nó thức rồi mấy giờ anh? 5 giờ. Năm giờ là nó thức mất tiêu rồi đó cả nhà. Năm bốn giờ mấy rồi, nhớ là bốn mấy năm giờ vậy đó là nó thức rồi đó. Em lo em đi chơi em ngủ vậy nó thức đâu, nó thức đi chơi ơi, nó dưới bà nội đó. Dính con voi, mẹ con dính con voi rồi nè. Nè. Không biết mất gì mà thức sớm dữ, mới có 5 giờ, bốn mấy năm giờ hổng dài cả từng mai là nó bốn mấy năm giờ nó thức không. Thôi đừng có giọt nước nè.
đem vô toilet bỏ vô xô câu. Ai chỉ vậy? Ai chỉ con đem vô toilet vậy? Chuột. Ai chỉ con đem vô? Con tự chỉ luôn á hả? Đi vô toilet. Đi vô toilet chổng bỏ vô xô câu. Thiệt á. Rồi ngồi đây câu đi nha, mẹ đi làm chuyện mới đến ngăn cửa mặt nha. Chưa đến ngăn cửa mặt nữa mà ngồi đây nè. Các bạn bà. Thối không chuột, mẹ không con thấy thối không? Thối lần này ngồi đi chơi gì nè. Mẹ nhớ là còn một cái con màu vàng vàng nó dài dài thế này nè, thế này hay gì nè. Đâu rồi đó? Con đừng có quay một hồi nó hư đó. Cái này chạy nó chín này à, con quay quay. Đừng câu làm đẹp ha, cái này mà có 39.000 á. 39.000. Mới mua à? Ừ, 39.000 món lên chỗ mua chỗ 39.000 món cả nhà. Mày mua đâu ạ? Mua kia kìa, 39 ngàn món. Bây giờ con dẹp chưa chuột? Bây giờ con dẹp chưa? Dẹp đi, đặng mà đi học hành gì chứ. 6 giờ mấy rồi? Sữa. Sữa bữa nay hết luôn rồi, nay hết không có sữa đâu mà đem theo. Giờ đi siêu thị mua sữa đi. Bắt đi siêu thị mua, chiều về đi học xong đi rồi chiều về mẹ rước ra đi siêu thị mua sữa ha. Sữa làm gì? Hả? Mua sữa làm gì? Vậy chứ con đòi mua sữa làm gì? Mẹ. Hả? Mua sữa cho con uống. Bây giờ con đi đem cái thau nước này, con đi dẹp đi. Đi đi. Học. Đi, lấy gỗ. Đi lấy gỗ bắt mấy con cá con rùa ra cắt đi. Học. Không à, hồi mày lánh đó. Có cái cây sẵn cái bên nè. Cái cây này quýnh bao nhiêu cây? 3 cây. Hả? Rồi kìa. Thọt giò vô luôn à. Từ. Lấy giò ra. Hư đó. Hư nó. Giờ có dẹp không? Một. Bây giờ sao? Có dẹp không hả? Mẹ lấy cây chơi đã xong rồi giờ thọt giò vô quậy luôn rồi. Cả nhà hết câu rồi, chán không thèm câu nữa rồi. Buông ra. Hả? Buông ra cho mẹ cất. Buông. Lẹ lên. Chơi hồi chán rồi, câu không ấy nữa mà dành gì đó. Em ngủ mới thức mới đi đám răng rửa mặt xong ra. Rồi kêu nó dẹp đặng đi tắm đồ đi học cả nhà, 6 giờ mấy rồi. Của mẹ. Của mẹ. Đem đi cất. Lẹ lên. Lẹ lên. Ương nước 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 đem ra ướt mình. Bây giờ con lụm gỗ bỏ vô đem lại kia đổ vỏ lẹ lên. Ơ ta 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 rồi đầy đầu luôn. Ngâm ướt nước ướt đầu ướt mình hết trơn rồi. Tại sáng chưa có thay đồ cho nó. What the? Chưa có thay đồ đi học nè, bây giờ bắt đầu bắt dẹp bắt thay đồ đi học nè. Sáng sớm là bài đồ chơi gì đó. Thấy chuột bài gì ba mẹ bánh chuột được chưa? Không. Hả? Không. Nó thức hồi 5 giờ mấy tới 4 giờ mấy 5 giờ tới bây giờ mà nó chơi gì đó. Đi dẹp đi con, giờ đi dẹp đi đặng đi học nè. Dậy lên. Đi. Để chuột đi dẹp đi học nè. Dậy lên. Nước chăn đầy nhà rồi. Dọn hồi dọn dẹp mệt lắm. Có kệ lết luôn rồi kìa. Hết chuyện chơi nữa. Rồi. Rồi, quánh được chưa? Lết luôn rồi đó. Nước cái đầu lết đít rồi đó. Rồi. Hư của chị ba rồi. Hư của chị ba rồi. Nhắn lại. Ừ. Nước đầy nhà rồi nè, dẹp đi. Lẹ lên đi học nè, lẹ đi đi học đi cho các bạn khen. Các bạn ơi nhắn cho chuột một like nha. Các bạn nhắn một cái ngón tay vô trở lên đó. Các bạn ơi kế bên. Ờ gắn được giỏi rồi. Đi đi, nói các bạn đi. Các bạn nhắn cho chuột một like đi. Giờ cho chuột giỏi đi, cho chuột đi học nha cả nhà. Giờ này chưa chịu thay đồ đi học nè cả nhà ơi. Giờ có thay đồ đi học không? Không. Vậy ở nhà hả gì? Hả?